chào các bạn. Hôm nay là một ngày đặc biệt tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Trên hành trình chăm sóc sức khỏe, sự ấm áp và lòng biết ơn dành cho giáo viên trở nên rõ ràng như ánh sáng ban mai. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những lời chúc chân thành nhất từ đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 gửi tới thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 này nhé. Mỗi ngày là một cơ hội mới để thầy cô gieo mầm tri thức và kỹ năng trong tương lai. Chúc các thầy cô có một ngày 20 tháng 11 tràn đầy niềm vui và năng lượng. Chúc các thầy cô luôn tràn đầy năng lượng và đam mê cho sự nghiệp giáo dục. Xin cảm ơn tất cả những kiến thức và lòng nhân ái mà các thầy cô đã truyền lại cho bao thế hệ học trò. Nhân ngày 20 tháng 11, xin chúc các thầy cô nhận được điều tốt đẹp như những gì đã mang lại cho chúng em: tri thức, hành trang và sự nhân. Xin cảm ơn thầy cô vì sự hy sinh và tâm huyết trong giáo dục chồng người. Kính chúc thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi học trò là một bức tranh chưa hoàn thiện và thầy cô giáo chính là người nghệ sĩ tài năng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống. Nhân ngày 20 tháng 11, kính chúc các thầy cô giáo luôn tràn đầy năng lượng, sức khỏe và luôn thành công trong sự nghiệp chồng người. Cùng nhau chia sẻ tình cảm và tri ân đến những người đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11!